tại sao thương ca nhạc rên, trả lời gì đây trong tim đầy vơi nỗi niềm. Từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ồ a, không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến. Sến không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà vì Việt Nam. Xen đây xen nghĩa xen tình, như bóng vai hình yêu làm mình vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến. Sến không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà vì Việt Nam.
đêm nghe vài câu vọng buồn. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đời lòng mẹ bao la kia câu ác tình chàng. Anh em công nhân chỉ bán hàng rong, nay anh bác sĩ hay nhau mãi mãi.
theo tháng ngày rồi, nụ cười khô héo trên môi. Mỗi lần thấy phương nợ tình sao xuyên, bạn bè đâu chỉ ta một mình, nỗi buồn này đành cộng nín. Nên nghĩa câu châu
còn hai đứa tắm mưa. Giờ này nên nghĩa câu châu. Thương ai xa xứ nhớ nhà. Bao năm tha phương đất lạ quê người, ngậm ngùi dù sắc sầu thương. Người giàu cởi áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. À, hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. À, con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi anh, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn. Hát nữa đi anh, chuyện ngày xưa chưa dứt đoạn. Bếp
sống đời, đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Chuyện ngày xưa nắng chưa ngả bóng dừa bên đường mòn vần trăng tô đẹp má hát nửa đi em dù buồn vui cay đắng mặn nồng hát nửa đi em mỗi bước dài nối liền tương lai rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Trời ơi trời, mẹ ơi con buồn quá ra đời, con mong được nghe tiếng mẹ ấu ơi. Rồi lúc biết cất lời, con mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phần đời mồ côi con đâu mơ gì con, chỉ cầu mong sao luôn có bước giao đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết cha mẹ ông bà hay là người thân. Phận đời mồ côi sớm hôm thui thủi mình chị bán é quá à. Em bán được không? Dạ em cũng không bán được. Vậy là chiều nay về mình phải bị ăn đòn hả chị? Nhưng mà em cũng không muốn bị ngủ đâu. Thôi ráng đi em, chắc mẹ cũng thông cảm cho mình á. Đi bán tiếp thôi em. Dạ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn cho tôi một ít tiền đi. Lại ông đi qua lại bà đi lại,
Ai da, trời đất ơi, nãy giờ mệt muốn chết luôn. Nè, hai đứa Béo, sáng giờ có bán được gì không? Dạ, con không bán được. Cái gì? Hồi sáng giờ, giờ tới chiều luôn, từ chiều tối luôn mà không bán được luôn hả? Dạ. Còn mày, sao? Có bán được không? Dạ, sáng giờ con bán không được. Mày cũng bán không được luôn hả? Trời đất ơi. Sáng giờ tao nói mày sao? Hả? Tại sao mày đâu quá mẹ ơi, đâu quá. Mày ca cái gì mà không bán được? Mày nói tao nghe coi, sáng giờ mày làm cái gì? Con ca bài Phận Mồ Côi. Mày ca Phận Mồ Côi, mày ca Phận Mồ Côi không xong thì mày phải ca giọng cổ cho đời người ta nghe, người ta mới mua được chứ. Ca đi mày. Mẹ cha ơi, sao nỡ bỏ con với dòng đời luôn. Mặc cho ta mưa xa tới ta tâm thân gầy. Lẻ bóng thân cô trên cõi đời này. Mẹ cha là ai, làm sao con hình dung được. Bởi vừa cất tiếng chào đời con là trẻ mồ côi. Con vẫn lặng thầm gọi mẹ cha ơi. Trời ơi, hay quá trời. Trời ơi, con hát hay quá vậy con. Trời ơi, con hát hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số mà hát hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con đó. Cảm ơn chú. Ủa, rồi con ở đây, ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả? Ba mẹ con bỏ đây mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy? Bây giờ ai đánh con? Nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi giờ gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi, đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi. Cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú ơi. Chị đây, chị để cho chị hết tiền. Dạ. Đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú nghĩ sao cô chú dắt con tôi đi vậy? Hả? Ê, vậy là sao vậy? Chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chú lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tụi nó đúng không? Trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền lãnh đạm nó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá, mấy người lại. Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc con tôi hả? Bắt cái gì? Mấy người muốn tôi thua không? Thua cái gì? Hả? Mọi người ơi! Có người bắt cóc con nó nè! Nè, nè, nè! Mẹ ơi! Chị coi chừng tôi đó! Coi chừng cái gì? Đi! Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha! Cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhưng... Mày dắt theo người ta hả? Hả? Mày ngon mày theo người ta đi. Nhưng... Nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết á, tao khỏi cho mẹ ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Đâu quá mẹ ơi. Nè, đi bán cho tao đi. Mẹ cha buồn vui đâu biết chia
ra đây con. Đi ra đây, đi ra đây. Đi. Hay lắm ha. Con đừng có sợ. Chị ngon rồi, chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Con. Bây giờ con nói cho cô biết đi. Có phải bà ta là người đã đánh tụi con đúng không? Con đừng có sợ. Ai đánh con vậy? Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao không, mày không phải cô mà mẹ. Nó chỉ mày nghe. Tại sao mày đánh nó? Là chị đó. Ha ha. Chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé? Chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. Trời ơi. Bà chăn dắt rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng vật chứng có đầy đủ nè. Mời ba về phường làm việc. Gì kỳ vậy? Ôi vậy vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả? Lên phường, nhanh lên đi. Quyền làm mẹ. Gì vậy? Tôi những thằng bạn thân từ thuở âu thơ đến ngày khôn lớn, chia nhau đói khổ ngày xưa, nghĩa tình nào với những ngày tháng đông sâu. Tụi nó ra đi những nẻo đường xa, tụi nó một nơi ra đi, có thằng làm thuê, có thằng về quê, ước mong sao gặp nhau. Oh,
cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Hẹn đẹp lòng người đi, em biết chăng em đã bao năm rồi không về miền trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền, lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người
cho là mạnh nhất trong những năm gần đây, hôm nay đã đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không chịu được nơi tâm bão đi qua. Thank you.
giữa sân mà thương, thương quê nhà có mẹ.